Xin kính chào quý vị. Nếu như nói cuộc đời của mỗi con người cũng như những con đường thì những con đường đó thật khác nhau. Có những người thì đi trên con đường đời của mình một cách dễ dàng, bằng phẳng, thẳng, băng. Có những người đi trên con đường gập ghềnh, chông gai. Có những đường đi đường vòng, có người đi đường thẳng. Và có những người thì trên con đường đó gặp rất nhiều những ngã rẽ. Mà ở bất kỳ một ngã rẽ nào cũng cần phải phân vân suy nghĩ xem chúng ta rẽ phải, rẽ trái, đi thẳng hay làm sao. Nói tóm lại, trên con đường đó thì chúng ta gặp rất nhiều những sự việc, những con người khác nhau. Và đôi khi những sự việc, những con người đó nó theo chúng ta đi tới tận cuối đời. Để rồi đến một lúc nào đó nhìn lại và chúng ta sẽ thấy cuộc sống của chúng ta trong suốt một chặng đường vừa rồi nó như thế nào. Hôm nay thì ở chương trình khách của VTV3 muốn luận đàm về vấn đề này. Và vì thế mà một vị khách chúng tôi mời đến trường quay của chương trình khách của VTV3. Đó là một con người mà cho tới giờ thì có thể nói anh đã đi trên rất nhiều con đường đời khác nhau như thế. Và đó là một con người thành đạt, có thể khẳng định như vậy. Chúng tôi xin giới thiệu khách của chúng tôi hôm nay là Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn, ông Đặng Thành Tâm. Xin mời. Xin mời anh. Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn, đó là một tập đoàn với nhiều loại hình kinh doanh khác nhau. Tập đoàn chúng tôi là tập đoàn công chứng đa ngành, có cả ngân hàng, có cả khoáng sản, có cả trường đại học. Các hoạt động khá đa dạng. Là mục đích là gì? Là làm sao để phát huy được những cái yếu tố cạnh tranh có lợi của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và làm sao vươn ra được quốc tế. Cương vị là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn này từ năm bao nhiêu? Tôi cùng với một số bạn bè, anh em trong gia đình thì tập hợp để làm tập đoàn này thì bắt đầu từ hồi năm khoảng năm 2002, có nghĩa đến nay mới khoảng 19 năm mà thôi. Hoạt động của chúng tôi là ở cả nước và cả Việt Nam thì chúng tôi có tới 200 văn phòng với hơn 10.000 cán bộ nhân viên. Thì nhà thì ở Thành phố Hồ Chí Minh thôi. Chứ còn hoạt động ấy, thì văn phòng chính của tôi ấy, thì trên máy bay và trên ô tô. Có nghĩa là chỉ đi lại là nhiều. Anh nói giọng không phải là giọng người miền Nam. Như là các bác hay nói thì tôi là gọi là đầu gà đít vịt. Có nghĩa là ba tôi thì đi tập kết năm 54, tập kết ra Bắc. Và lấy mẹ tôi là người Bắc. Thế vì vậy người ta gọi là đầu gà đít vịt. Anh sinh ra ở đâu ạ? Sinh ra tại đất cảng Hải Phòng. Nghe giọng nói của anh thì vẫn là giọng của người Hải Phòng. Và nghe nói là anh đã từng là một thủy thủ. Thì chính vì là sinh ra lớn lên Hải Phòng thì hầu hết hàng ngày chứng kiến những con tàu rời bến và con tàu cập bến và gắn bó tuổi thơ với tiếng còi tàu. Thế vì vậy nên bản thân tôi cũng thế, thì tôi cũng rất là thích cái ngành nghề đó. Thì được đi bôn ba hải ngoại, đến nước này nước khác, có thể học tập được nhiều thứ. Khi lớn lên thì tôi chọn cái con đường là học đại học hàng hải. Tôi học về khoa điều khiển tàu biển. Thế và cái tiêu chuẩn để xét tuyển thời chúng tôi á, anh nói thời chúng tôi tức là thời năm bao nhiêu? Lúc tôi vào trường là năm 1982. Khi đó thì đất nước chúng ta chưa mở cửa và muốn đi nước ngoài rất là khó. Thứ nhất là người ta chọn tiêu chuẩn đạo đức đấy, và gia đình làm sao đảm bảo đấy, đấy. Cái thứ hai thì phải có sức khỏe. Cái thứ ba là đối với khoa lái tụi tôi á, thì bao giờ cũng phải có chiều cao, em cao hơn 1m7. Tôi chỉ cao 1m65 thôi. Thế nhưng mà may mắn là tôi có một ông bác. Ông bác ông ấy cũng thấp như tôi thôi, nhưng ông lại là thuyền trưởng viễn dương đầu tiên của Việt Nam. Ông cũng là một người hiệu trưởng đầu tiên trường hàng hải. Thế do đó thành tức ra là cái thời đấy là vẫn là nhất thân nhì quen đấy. Thì một phần là như thế để mình vào cái khoa này khoa khác. Nhưng mà để thi vào trường thì cũng phải nhờ vào khả năng của mình. Lúc đấy là tôi vào trong miền Nam tôi học và thi vào trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Thì trường Hải người ta không tổ chức thi phía Nam. Và người ta vào trong đó người ta tuyển chọn ở trong trường Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ lấy có 20 người thôi. Trong số ấy, cả ngàn học sinh mới đậu vào trường Bách khoa. Mà trường Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh ấy, tại thời điểm đó cũng là một cái trường sáng giá. Người ta trường thì đầu tiên thì chúng tôi làm thủy thủ, sau đó là lên sĩ quan và tiến tới làm thuyền trưởng con tàu. Mặc dù con tàu đó nó không lớn, mỗi con tàu có vài chục người thôi, thế nhưng mà nó dạy được cái tính cách
của những con người đó, sống ở trên đó phải hết sức đoàn kết với nhau. Đấy, như là một cái gia đình. À, đi tàu một năm thì lại nghỉ 2 năm, bởi vì không đủ tàu mà đi. Trong thời gian mà ở trên bờ thì tôi mới đi học thêm, để học thêm quản trị kinh doanh, học thêm luật. Thì chính vì nhờ vậy thì về sau mình mới có thể làm được ngành nghề kinh doanh. Thời kỳ mà anh nói ấy, là cái thời kỳ mà những người đi tàu Viễn Dương là thần tượng, là lý tưởng của rất nhiều người khác. Hoàn toàn đúng, cái thời buổi bây giờ ấy, là đi tàu rất là khó. Đi tàu một chuyến thì có thể người ta gọi là đổi cả cái cuộc đời. Chuyến đầu tiên của tôi đi nước ngoài là đi sang Nhật Bản và các chuyến sau đi Singapore. Thì tôi có cảm nhận rằng ấy, là tại sao đất nước người ta lại phát triển mạnh như thế. Thì tôi nghĩ rằng ấy, là nếu người ta làm được thì chắc chắn là Việt Nam chúng ta cũng làm được. Rất may mắn cho cái thế hệ chúng tôi thì khi chúng tôi mới đi tàu được một số năm thì luật doanh nghiệp đã ra đời vào năm 1993. Mình mới thấy rằng đây là cũng là một cơ hội rất là tốt và mình cũng mạnh dạn để mà xin thành lập doanh nghiệp. Thế mà năm bao nhiêu thì anh thôi đi tàu? Năm 93 thì tôi đã cùng với một số người bạn và trong gia đình đã thành lập công ty rồi. Vừa có công ty mà vừa đi làm trên tàu. Cũng phải nói thật, hồi xưa thì chúng ta sống trong một chế độ bao cấp. Khi bao cấp có nghĩa là nhà nước không làm gì chăng nữa thì vẫn được hàng tháng một số lương nhất định. Nếu mà làm giỏi, tiên tiến thì được thưởng cao hơn. Kể cả lười biếng thì cũng không đến nỗi chết đói. Thế thì nó đã đi vào một cái nếp sống. Thế vì vậy kể cả khi thành lập công ty rồi, thế nhưng vẫn ở lại làm việc. Người ta gọi là chân trong chân ngoài đấy, cho chắc. Cái đó rất nhiều người tại cái thời điểm đó như thế. Và đến năm 96 thì bắt đầu mới chính xác rất ra ngoài. Rất ra ngoài thì chúng tôi đã thực hiện một cái dự án đầu tiên và có thể nói là hết sức táo bạo. Đó là dự án khu công nghiệp Tân Tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Ở đó thì số vốn của các anh là bao nhiêu? Nói ra thì rất là xấu hổ. Thì tất cả ấy, mọi người đóng góp vào thì chỉ được có 1 triệu đô la Mỹ thôi. 1 triệu đô la Mỹ? 1 triệu đô la Mỹ, nhưng mà dự án thì lên tới 200 hecta để xây dựng một khu công nghiệp với vốn đầu tư là 42 triệu đô la Mỹ. Đấy, mà tại thời điểm đó ngân hàng người ta không cho vay nếu không có tài sản thế chấp. Thế thì đây là một thay đổi rất là lớn. Đấy, mà tôi lại là người đầu tiên là nhận làm tổng giám đốc của cái đơn vị đó. Thì tôi cũng có rất ít tiền để góp vào, chưa được 10%, cũng mới chị tôi cho nữa thì mới được 10% để góp vào. Thế mà anh huy động vốn ở đâu để mà có vốn? Thực ra mà nói thì vốn thì nó có rất nhiều. Vấn đề của mình là mình biết suy nghĩ vốn là cái gì. Khi cái dự án được cấp phép vào tháng 12 năm 1996 thì chúng tôi khởi công vào ngày 3 tháng 2 năm 1997. Tại thời điểm đó chúng tôi gặp ngay khủng hoảng tài chính của châu Á. Trong cái rủi ấy, thì nó cũng có cái rất là may, bao giờ cũng thế. Thì chính cái khủng hoảng đó ấy, thì nó làm cho nhà nước cần phải quan tâm hơn nữa để làm sao duy trì được tăng trưởng. Thì chính cái chính sách kích cầu thời đó cũng đã đi ra. Và đầu tiên là Thành phố Hồ Chí Minh thì cho các doanh nghiệp vay với lãi suất bằng không. May mắn hơn nữa là hồi trước là phải có tài sản thế chấp, thì lúc đó thì thành phố lại đứng ra bảo lãnh cho. Chúng tôi cũng đã vận động một số doanh nghiệp, người ta ký hợp đồng với mình và người ta cùng đi với mình. Ví dụ như chúng tôi nói với họ rằng nếu bây giờ anh tham gia góp vốn của tôi thì anh lấy 3-5 miếng đất, hectare đất của anh ấy thì giá bằng giá vốn của tụi tôi thôi. Thì tự nhiên người ta mừng quá, người ta không mất thời gian làm thủ tục, tự nhiên người ta được miếng đất và người ta không cần phải làm gì cả mà tự nhiên rẻ. Thế sau đó người ta rất là thích, người ta mới đi theo. Thì người ta ứng cho mình một phần đấy, và một phần nữa thì là trong cái hợp đồng ấy là còn có cái nợ họ thì mình có thể thế chấp cái đó được. Và các anh vay bao nhiêu? Lúc đấy tôi quyết định rằng ấy là vay tới 20 triệu đô la. Khi và mà vốn điều lệ công ty chỉ có 1 triệu thôi. Và anh vay 20 triệu đô la. 20 triệu đô la chúng tôi xây 200.000 mét vuông nhà xưởng. Mà thời đó ấy, thì khủng hoảng, tất cả mọi người ta ngừng xây dựng lại. Thì đương nhiên là giá vật tư vật liệu nó giảm xuống còn một nửa. Ngay cả nhân công cũng giảm, ngay cả các thiết bị xe máy cũng thế. Chính vì vậy nên giá thành nó chỉ còn một nửa. Và rất may mắn là cuộc khủng hoảng ấy đúng 2 năm thì nó kết thúc. Nhưng mà chỉ đúng 1 năm rưỡi sau thì chúng tôi đã bán được hàng ngay. Chưa đầy 1 năm thì đã bán hết. Thanh toán hết số nợ còn lời được luôn 20 nữa. Tức là 40 triệu đô. Có nghĩa là nâng lên được cái vốn điều lệ công ty từ 1 triệu đô mà tăng gấp 20 lần trong 2 năm khủng hoảng. Vâng. Đấy. Vâng. Thật là thú vị. Bây giờ thì tôi lại quan tâm tới một số lĩnh vực khác ngoài kinh doanh. Anh thích gì? Ngày xưa thì tôi là con người sống rất là nội tâm. Thế ra bao giờ cũng thế, tôi chỉ thích ngồi đấy nhìn ra ngoài dưới trời mưa rơi. Tôi đánh đàn không giỏi nhưng mà tôi cũng cố gắng tập bài và đàn. Rồi tôi làm thơ cũng không hay nhưng tôi rất thích làm thơ. Anh có làm thơ bao giờ không ạ? Tôi làm thơ khá nhiều và nhờ tôi làm thơ tôi mới lấy được vợ. Wow. Nhưng khi tôi lấy vợ xong rồi thì tôi bỏ làm thơ. Hết chất thơ sống trong người. Phải kiếm sống, phải lo toan. Thế rất nhiều thứ phải lo. Nhà cửa không có thì phải lo.
Thế do đó cuốn hút vào trong đó. Đấy. Thì thực sự trong ngày hôm nay anh cho phép tôi nói thật chứ, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, chả muốn gì hơn hết. Thế do đó thì mỗi lần mà tôi được đi nghỉ một cái thì hầu như là tôi bỏ hết tất cả mọi thứ. Đôi khi là bị rất nhiều người ta trách, cũng khổ, cái này phải nói thật. Nhân cái cơ hội này mà được chia sẻ thì mừng lắm. Nhiều anh bạn, nhiều người quen, thế thì người ta lại nghĩ rằng ôi giời, thằng này bây giờ nó hoành tráng rồi, nhắn tin nó không thèm trả lời. Thực ra nó không phải, càng ngày thời gian nó bận rộn, đến khi mà tranh thủ được lúc nào thư giãn thì coi như là mình phải cố gắng để mình thời gian thư giãn hết. Thứ hai là gia đình cũng thế, gia đình là một cái giá trị rất là quan trọng. Thế do đó trong những lúc nghỉ cũng thế, cố gắng đấy để mà giữ được cái thời gian nó trọn vẹn hơn. Bây giờ nếu như tôi đề nghị anh cho chúng tôi và khán giả của chúng tôi được nghe một bài thơ của anh thì anh còn nhớ bài thơ nào không? Thực ra mà nói thì dù mình làm thơ mình có thể lừa được một hai cô gái, nhưng mình không thể lừa được hết cả thiên hạ. Không, mình không lừa ai cả. Do đó thành ra thì cho phép tôi đọc một bài thơ tôi rất là thích. Đấy là bài thơ của Pushkin, và nó cũng nói về cái cuộc đời đi biển của chúng tôi. Đấy, đấy. Em thân yêu đã bao giờ thấy biển, khi nắng chiều sắc vàng trên bến, sóng rì rào ngoài bãi cát xa xôi, một con thuyền say sóng dưới biển khơi, và tiếng hải âu trở về trên bến mới hiểu lòng anh bồi hồi sao xuyến, nhớ thương em rào rạt trong lòng. Tại sao tôi rất thích bài này? Là khi trăng lên rắc vàng trên bến, núi ngủ trong mơ, nghe biển tâm tình, rất là thơ mộng. Thì đáng lẽ phải có hai người, nhưng lại một tiếng còi tàu chìm giữa đêm thâu, và tiếng hát buồn mênh mang trên bến cảng. Có nghĩa là chúng tôi mà tàu đến rồi đi, khi đi thì chỉ có một con tàu lầm lũi đi trong đêm, kể cả ánh trăng vàng, kể cả sóng rì rào. Đấy, rất là thơ mộng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Và cái đoạn cuối của ông nói rằng, em thân yêu đã bao giờ thấy biển, khi bão tố từ đâu ập đến, sóng điên cuồng tàn phá những lùm cây, mưa xúi xả phũ phàng trên bến cảng, mới hiểu lòng anh bàng hoàng đau đớn, khi mối nghi ngờ rung nhẹ lòng tin. Có nghĩa là anh đi tàu mà thì nghe phong phanh đâu đấy có cậu nào đến chơi thôi, chỉ mối nghi ngờ rung nhẹ lòng tin thôi, nhưng mà anh cảm tưởng như là như bão tố từ đâu ập đến, sóng điên cuồng tàn phá rồi. Thì có nghĩa nói là tình cảm của những người đi biển nó rất là mãnh liệt, rất là khát khao. Thật là thú vị, biển tạo cho tâm hồn của những người thủy thủ ở đấy có cái gì đó lãng mạn nên thơ hơn. Hơn là trong thương trường, hơn là trong kinh doanh. Mỗi một lĩnh vực, mỗi một nơi nó đều có những cái hay và cái dở. Tôi đi tàu chưa được nhiều, nhưng mà chúng tôi đã vượt qua những cơn bão mà tưởng như rằng là mình chắc không vượt qua được. Hồi đấy con tàu tôi đi là con tàu lớn nhất Việt Nam, 2,5 vạn tấn là tàu lớn nhất, tàu Neptune. Thế mà cả con tàu nó chìm hết trong nước, chỉ có mỗi cabin nổi lên trên thôi. Hơn một phút sau bắt đầu nổi lên, mà nếu nó không nổi lên được thì có nghĩa là chìm luôn. Tại vì cái nhịp sóng mà nếu mà nó tiết được cái nó không cho máy ra, ví dụ như thế thì nó đi xuống luôn. Và đối với chúng tôi thì kể cả sợ hãi như thế thì chúng tôi vẫn phải lái, chúng tôi vẫn phải điều khiển con tàu, chứ không ai điều khiển thay chúng tôi cả. Thế do đó thành ra buộc mình phải vượt qua được cái cơn sợ hãi đó, vượt qua cái chết đấy, đến với sự sống và đấy, cảm nhận được và cái giá trị cuộc sống đấy, giá trị và cái quan trọng hơn nữa là học được cách vượt hơn chính bản thân mình. Đấy, con người ta ai cũng thế, đều có giới hạn cả. Và có thể nói ai cũng muốn hài lòng với cái mình có, và ai cũng muốn rằng chỉ như thế mà thôi, chứ ít có người nào mà nghĩ rằng người ta có thể làm hơn được chính bản thân họ. Thế nhưng mà cái thành công ấy, nó cũng là chính người ta phải vượt qua chính bản thân họ. Những lúc mà sóng yên biển lặng thì thường anh làm gì? Thì do gia đình tôi rất là nghèo, tôi mà tôi không, tôi thấy nghèo quá, nghèo đến mức tôi chán cái nghèo. Thế chính vì vậy là tôi đọc sách. Thì bao giờ trước chuyến đi bao giờ tôi mua rất nhiều sách để đủ để đọc cả chuyến đó. Thế mình đọc những cái gì mình suy nghĩ, mình cần. Đấy. Tôi ví dụ như thế này thôi, khi chúng tôi đi chuyến đi Nhật Bản đầu tiên thì hồi xưa nó tàu đi chậm lắm, đi phải 12 ngày mới đến Nhật Bản. Tôi mua ngay một cuốn đó. Trong 12 ngày đó thì cũng học được khá nhiều. Thế nhưng đến nơi là cũng giao tiếp được sơ sơ. Mà rất hay, ví dụ như thế. Thì đây là sở thích và đây là từng người một. Và mỗi người ta xây dựng cho mình một cái kế hoạch. Thì hồi nhỏ tôi đã phải lao động rồi, cũng phải nuôi lợn để lấy tiền để đi học tiếp. Hồi mà bé anh nuôi lợn ấy thì có sáng kiến gì chưa, hay là cũng nuôi lợn như thực ra ấy, thì bao giờ cũng thế. Khi làm việc gì nếu mình có say mê thì tự mình có sáng kiến. Nếu mà nuôi lợn bình thường mà mình coi đến một nghĩa vụ thì đôi khi mình rất là ghét con lợn, nhưng mà nếu mà mình nuôi mà mình có một cái ý thức thì mình lại có tình cảm. Mình có tình cảm với nó thì đương nhiên rằng là thấy nó kêu la nhiều thì mình phải ra xem nó lạnh hay nó đói, thì tự nhiên thì mình sẽ nghĩ ra được một số cái sáng kiến. Đấy, mà cái sáng kiến đó nó không phải cái gì cao siêu đâu. Có con thì nó thích gãi nó, lúc nó ăn thì nó ăn nhanh hơn, nó nhiều hơn, ví dụ như thế. Có con thì nó thích ăn khô, có ăn nước, thì mình có tình cảm với nó, mình quý nó, thì tự khắc là mình chăm lo nó được tốt thôi và năng suất tốt.
Đấy, và năng suất rất là tốt. Ngày đó ba tôi bảo rằng quần áo của con ấy, là đỏ toàn mùi phân heo thôi. Tại vì do rằng tôi phải dậy rất là sớm để tưới rau với vào nữa. Ngay thời gian học không được nhiều. Thế thì có một số môn học không được tốt. Thì cô giáo mới sinh hoạt với phụ huynh. Thế mới nhắc nhở ba tôi rằng ấy, là anh ấy là nhà không cho cháu nó xem tivi nhiều. Để cho nó thời gian học. Ba tôi là phó giám đốc của một công ty nhà nước ấy. Mà ba tôi về ba tôi phó buồn. Phó giám đốc một công ty nhà nước. Mà còn không có tivi. Nhà còn không có tivi cơ. Thế thì ba tôi về vào đấy con thấy chưa. Đấy, cô giáo còn không biết là nhà mình không có tivi. Mà bảo rằng ba không được cho con xem tivi. Mà ba không dám nói ra. Họp nhiều người mà. Không dám nói nhà không có tivi thì xấu hổ. Thế do đó thành ra là chúng tôi nuôi heo. Đấy, để mua được tivi, mua heo nuôi tủ lạnh. Heo mua quần áo. Rất nhiều gia đình hồi đấy là tôi nuôi heo. Nhưng mà hầu như người ta mắc cỡ. Bạn bè đến là coi như là cũng phải giấu cái chuyện đấy. Ví dụ như thế. Thế nhưng tôi thì tôi có làm tôi không xấu hổ. Bản thân tôi nghĩ rằng ấy, mình như thế nào thì mình cũng chả có thể che giấu được. Thế do đó quan điểm của tôi ấy, thì chúng ta nghèo thì chúng ta cứ nhận là nghèo, chả việc gì xấu hổ cả. Thì như thế thì tự chúng ta mới có ý thức chúng ta vươn lên. Thì hồi đấy nhà tôi nghèo, thế nhưng mà chúng tôi học thì lại khá tốt. Thế đôi khi mấy cái anh bạn khác nhà khá giả suốt ngày là phải nhờ mình chỉ bài. À, nhờ chỉ bài xong cái thì mấy anh bạn lại phải đi chiêu đãi mình ăn phở. À, thì mình lại cũng phải cảm thấy tự hào. Có nghĩa là từ bé mình không tốn tiền mà mình đã có phở mình ăn. Ví dụ như thế. Thì cái tự hào nó xuất phát từ rất là nhiều. Cái anh mà nhà anh giàu ấy, thì anh mặc quần áo đẹp rất là tự hào. Là anh có quần áo đẹp. Thế còn nhà mình không có quần áo đẹp. Nhưng mình phải tự hào là cái gì? Mình tự hào chính cái bản chất của mình. Có nghĩa là bất cứ ai cũng đều có cái gì đó đáng tự hào. Và mình phải dựa vào cái đó để mình vươn lên. Đó cũng là một cái điều mà trong chương trình Khách của VTV3 chúng tôi muốn khơi dậy ở trong mỗi một người. Quý vị khi xem chương trình thì thấy rằng các chủ đề rất đa dạng. Những khách của chúng tôi là những người khách cũng rất đa dạng, họ làm việc ở các cái lĩnh vực khác nhau, ngành nghề khác nhau, lứa tuổi khác nhau, giới tính khác nhau, vân vân. Và tất cả những cái câu chuyện mà các vị khách trong chương trình Khách của VTV3 gửi tới tất cả quý vị khán giả truyền hình cũng chỉ nhằm một mục đích duy nhất mà chương trình muốn gửi tới quý vị. Trong mỗi một con người đều có điều gì đó đáng để chúng ta tự hào, xứng đáng để chúng ta tự hào và kiêu hãnh vì điều đó. Vấn đề là chúng ta có khơi dậy được nó hay không, có biết được nó hay không. Có những người sống một cách rất là tự ti, mặc cảm, nghĩ rằng họ không hề có một khả năng gì. Đó là những suy nghĩ không đúng. Tất cả, không loại trừ bất kỳ một ai, đều có trong mình những điểm gì đó thật là tự hào, thật đáng kiêu hãnh. Mà nếu chúng ta biết khai thác thì tôi nghĩ rằng tôi chỉ nói đơn giản như này chắc thôi. Chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Cái này tôi chia sẻ rất là thật. Cái lớp trẻ bây giờ nó bạo dạn hơn. Chứ còn cái thế hệ chúng tôi ấy, thì đôi khi ra nước ngoài trong tất cả hội nghị không quá được 5-10 phút thì các ông bà hay còn nói chuyện nữa. Sau đó là mấy ông Việt Nam lại túm vào với nhau để nói chuyện. Thì cũng là cái tự ti đó. Có người là cũng lo rằng tiếng Anh mình nói không ra gì. Có người cũng ngại nói lắm rồi. Tại vì do nước mình lạc hậu hơn họ. Đôi khi rằng nói nó không bằng. Thế mắc cỡ ví dụ như thế. Như vậy thì mình đi xúc tiến đầu tư. Mình tốn bao nhiêu tiền để ra nước ngoài. Để mình giao lưu, mình chia sẻ, mình gặp gỡ. Thì tự nhiên rằng lại mình mất hết 90% cơ hội. Tôi tiếng Anh cũng chả phải là giỏi hơn mọi người, cũng biết sơ sơ, nói thì cũng rất là sai, nhưng mình cũng không sợ. Khi giao tiếp quốc tế là mình tự tin, là mình cứ xà vào, mình nói chuyện với họ, chia sẻ. Thì qua quá trình chia sẻ đó thì họ cũng nắm thêm về mình, rồi họ cũng nói ra cái, có khi người ta phê bình mình, thì mình cũng tiến bộ lên. Ông cha có cái câu là như thế này, dốt thì hay là sợ dấu dốt. Thế nhưng mà chúng ta dốt, nhưng nếu chúng ta không sợ dấu dốt, thì tự nhiên cái dốt nó sẽ ra đi. Thế đôi khi có nhiều người không thích, bảo tôi nói lắm, nhưng tôi không sợ khác ghét tôi, ghét thoải mái. Ghét tôi, xã hội vẫn phát triển. Tôi dứt khoát nói lắm chúng tôi cũng nói được. Tại tôi nghĩ như thế này thôi, có thể mình nói 10 điều, 8 điều dở, chứ mà có một điều đó nó mang được một cái gì đó tốt, thì đấy vẫn là hạnh phúc. Trong gia đình anh là con người như thế nào? Trong xã hội thì bởi vì mình chỉ huy nhiều quá rồi. Thế về nhà thì ra là mình lại bị chỉ huy. Người chỉ huy chính là người thì, ở nhà tôi, vợ tôi chỉ huy tôi, con tôi chỉ huy tôi. Nhưng mà tôi cảm thấy rất là thích. Và thường thì vợ anh chỉ huy anh trong lĩnh vực nào? Hồi trước thì tôi ở nhà ba tôi. Mãi về sau mới xây nhà. Xây nhà thì đương nhiên mình cũng nghĩ mình chỉ huy mà. Thế mình xây nhà mình vẽ. Thì cuối cùng xây xong cái nhà nó như căn nhà xưởng. Thì tại vì tôi làm khu nghiệp, nhà nào nó vuông vức để cho nó cột ít, tiết kiệm nhất, không gian nó rộng để có thể bố trí được nhiều thứ. Thế nhưng mà cái nhà mình ở thì nó lại không phải như thế. Cái nhà nó là cái nghệ thuật. Mà nghệ thuật thì đôi khi nó lằng nhằng thì nó mới là nghệ thuật. Thế nó không phải là vuông vức. Thế thì tự nhiên ở 2 năm sau một gái vợ tôi dứt khoát không chịu. Thế không phá đi hết. Chỉ huy làm lại. Thế làm lại. Làm lại đầu tiên tôi can thiệp. Nhưng vợ tôi không. Thế làm xong thì tôi cũng thấy rất là hay. Nhưng mà tôi không khen. Nếu tôi khen thì lỡ đâu thì sau vợ tôi lại tiếp tục lại chỉ huy tiếp. Thế
Thế nhưng thật là không may thì bạn bè đến nhà ai cũng khen, thế là từ đó mình đành phải chịu thua. Thế còn con anh thì chỉ huy anh lĩnh vực nào? Do tôi đi công tác nhiều, thế do đó thành ra ấy là thường ấy, nếu mình ở nhà nhiều thì những cái chương trình nào đi đâu thì là do mình vạch ra. Nhưng mà tôi mà về nhà ấy, thì tự con tôi là ba, chiều nay con đi mua sách hay là đi xem phim. Đấy. Và phim gì thì tôi phải đi theo. Tôi rất thích xem phim. Hồi trước ấy, thời gian nhiều, tôi rất thích đọc sách. Tôi đọc sách quên ăn quên uống. Thế nhưng mà đọc sách rất mất thời gian, bây giờ thì không đọc được. Mà bây giờ phải xem phim cho nó nhanh. Thế còn tôi cũng phải nói thật là rất là khuyết điểm là cũng chả dạy học con được một buổi nào hết. Thì cũng may mắn, thì bà xã tôi rất là có trách nhiệm. Thì bà xin tò mò một chút, chị làm một việc gì ạ? Cô ấy cũng mở một công ty du lịch và làm đại lý hàng không Việt Nam. Và cũng bán vé một năm 500-700 tỷ cho hàng không Việt Nam. Tôi hay nói đùa là vợ tôi cũng đóng góp vào mua 1-2 cái bánh xe cho máy bay hàng không Việt Nam. Thế nhưng lãi thì rất ít, cái chiết khấu về bán vé bay rất là thấp, nhưng mà nó tạo cái niềm vui là chính. Cái điều này rất là quan trọng. Đấy, nếu mà vợ ở nhà mà không làm gì là một cái điều nguy hiểm nhất. Thành ra bao giờ cũng phải làm sao cho vợ càng bận rộn thì tốt. Thì như thế thì người đàn ông thì mới có tự do. Thế, tất nhiên rằng đây là nói đùa, nhưng mà thực sự cũng phải nói thật. Người phụ nữ nếu mà để hết vào trong gia đình thì tự nhiên người ta hy sinh nhiều quá. Ta phải gắn kết với xã hội. Gắn kết xã hội thì người ta sẽ hiểu hơn và người ta có sự chia sẻ nhiều hơn. Tôi thì còn đầu gà đi vịt. Vợ tôi á, thì là bố mẹ đều người miền Bắc. Mà người miền Bắc á, thì cũng phải nói thật. Thì cũng có thể ở đây có thể nói, có người thì nghĩ rằng chê, có người thì khen. Nhưng mà người miền Bắc là người mà lý sự nhiều nhất. Rất thích lý sự. Đấy. Người miền Nam á, thì rất ít lý sự. Mà người miền Nam là thích làm. Đúng thật. Người như anh nói là đầu gà đít vịt, cho anh có cả hai cái chất đó. Vừa lý sự vừa làm. Đúng ạ. Cái này á, thì đôi khi có người người ta bảo tôi là mày á, khôn. Mày là con lai, mày khôn. Tóc mày lại xoăn nữa, mày càng khôn. Tôi chưa thấy ai nói là người nào tóc xoăn là khôn. Tôi chỉ thấy người ta nói là người nào tóc xoăn là người đa tình. Nếu mà nói thế là cả châu Phi đa tình. Châu Phi đa tình hơn chúng ta thật. Thì ngày xưa ấy, thì người ta ngăn cấm. Thời mà anh học bên Liên Xô ấy, thậm chí nắm tay một cô bạn gái thôi có khi về phải kiểm điểm. Mất toàn viên bố. Và người ta cũng nói rằng này đa tình lắm. Hôm nay nắm tay cô này, ngày mai nắm tay cô khác. Đa tình, nhưng cái đó không phải. Đa tình là một cái tình cảm, có nghĩa là mình có một cái tình cảm rộng rãi hơn. Đấy, và mình chia sẻ với nhiều người hơn. Ở đây là mình không nói về những yếu tố xấu khác, nhưng người ta chia sẻ, người ta nói chuyện. Cái này nó tạo một cái sự cân bằng trong cuộc sống. Anh là một con người khá nhạy cảm, hay là các cụ hay nói là có tật giật mình? Tôi cũng phải nói thật. Đây là tôi nói ra ấy, để mà chia sẻ thôi. Nếu đã là đàn ông, mà đặc biệt là đàn ông ở Á Đông á, thì đôi khi rằng người ta có một cái suy nghĩ như thế này. Sao tôi nghĩ là người phụ nữ thì cần là phải rất là đức hạnh. Nhưng mà tự nhiên các ông đàn ông lại cho mình cái quyền là cởi mở hơn. Theo thống kê thì ở châu Á thì hầu như các ông đàn ông ai cũng thích theo cái chế độ đa thê. Nhưng mà không may rằng hiện nay tỷ lệ nam sinh ra lại nhiều hơn nữ. Thế do đó sắp tới thì biết đâu thì cái này nó lại ngôi sao đổi chiều. Nó lại ngược trở lại. Đấy. Và sắp tới thì phụ nữ người ta dành cho người ta cái quyền được cởi mở hơn. Ngày hôm nay thì đàn ông thì người ta gọi có tật giật mình, thì ngày mai thì phụ nữ lại có tật giật mình thôi. Vâng. Thì nó là cái sự công bằng, thì cũng chả có sao cả. Nhưng mà anh có bao giờ thì biết sao đến... cái quan trọng nhất là gì, là mỗi chúng ta đều có tật đến chính đấy, cái tật đến... đó thì nó giúp cho chúng ta mới tiến bộ thôi. Vâng. Chứ nếu mà ai mà cũng tốt cũng chưa chắc là xã hội tốt đâu. Chưa chắc. Tôi kể cho anh nghe một câu chuyện thôi. Có một anh bạn, thế hôm nay tự nhiên cái anh về anh mua một cân thịt heo rất ngon, sao anh về sớm anh nấu cho vợ anh ăn. Thế vợ anh về, vợ anh ngạc nhiên, vợ về với về ngửi thấy thức ăn thơm. Về cái thì anh cứ nghĩ rằng nghe là cô vợ là về phải rất là cảm ơn và rất là cảm động. Về một cái là mặt cô vợ là xa xăm lại rồi. Đến thật bếp, hôm nay có chuyện gì? Tại sao hôm nay lại về để nấu ăn lại chăm sóc như thế này? Có phải là có chuyện gì? Thành ra biết cần phải làm cái chuyện này không? Từ ví dụ như thế. Thì tôi cái này là chia sẻ là gì? Hiện nay trong xã hội hiện nay á, thì có những gia đình, ông chồng thì lằng nhằng, thì bà vợ về cũng tha thứ. Thế nhưng mà có những gia đình thì bà vợ lằng nhằng, ông chồng về dứt khoát không tha thứ. Ví dụ như thế. Thì ở đây mình muốn nói là một sự công bằng hơn. Có nghĩa là làm sao công bằng và chia sẻ. Biết tha thứ. Ai cũng thế trong cuộc đời. Và ai cũng vậy, đều có sai lầm. Tôi không biết là anh Sâm có lầm lạc gì không thôi. Thế tôi nói thật là tôi khá nhiều lầm lạc. Tôi xin lỗi anh là tôi là con người chứ tôi không phải bức tượng. Tôi nói thật với anh bức tượng mới là không là có sai lầm. Hơi bị lầm lạc nhiều. Chứ không phải lầm lạc ít. Do mình lầm lạc nhiều thành ra bao giờ mình phải cố gắng để mà bù đắp lại, để mà gỡ gạt lại những cái đó. Trao đổi từ đầu tới giờ thì tôi nhận ra anh là một con người rất nhiều năng lượng. Vừa rồi tôi mới đi nước ngoài, tôi khám bệnh. Tôi đi cùng mấy anh bạn. Mấy anh bạn khám xong rất là buồn.
Thế bác sĩ bảo anh thì gan tim phổi 4 năm bệnh, anh nào cũng buồn hết. Thế thì bác sĩ mới hỏi đến tôi, thế là thì bác sĩ bảo là à, anh nhá là chỉ có mỗi một bệnh thôi. Thế mấy người kia ôi rồi chúc mừng mày, may quá, trông mày già hơn bọn tao mà tại sao mày sướng thế. Thế ông bác sĩ bảo anh tâm anh có mỗi bệnh thôi, có nghĩa là bệnh là cả cơ thể anh bị già đi 10 tuổi. Cái anh kia là từng món rồi, nó có thể già đi. Cũng là nhiều khi á, mình cũng máu mè quá, thành ra mình xông pha nhiều quá, ra nó già trước tuổi. Một ngày làm việc của anh nó như thế nào ạ? Cái phát triển của tôi ấy, là bản chất tôi không phải học từ kinh doanh. Thế vì vậy cái làm việc mình cũng không hẳn là khoa học. Ngủ á, thì một ngày không ngủ được 8 tiếng, bởi vì rằng do các hoạt động quốc tế khác nữa. Thế thì nửa đêm vẫn phải dậy, vẫn phải trả lời email, rồi nhắn tin đủ thứ, xong nhở lại ngủ tiếp. Nhưng cái may của tôi á là tôi quay lại tôi ngủ được ngay. Hay tôi lên ô tô 10 phút thôi tôi cũng ngủ được. Tôi lên máy bay tôi cũng ngủ được. Thể thao, anh thích gì nhất? À, thể thao ấy, thì thực ra do chúng tôi là dân hàng hải, thế do đó thì ra là chúng tôi bơi rất là khá. Đương nhiên rằng ấy thì không thể nói không thích thì không đúng. Thế nhưng mà về thời gian để mình tham gia được thì cái doanh nhân ngày nay người ta rất thích đánh gôn. Đánh gôn là một cái môn không có đối kháng. Đối kháng thì bao giờ cũng thế, sẽ dẫn đến là tức nhau. Đấy, nhưng mà cái môn đánh gôn chỉ mình đánh mình, do đó không bao giờ thức nhau. Đánh gôn là một cái môn là tự mình vượt lên chính mình. Và anh chơi gôn? Tôi thì mới tập thôi, mà tôi thích đến mức mà tôi tập 18 năm nay tôi vẫn tập. Thế tập mãi nhưng mà không thể nào có thời gian. Thời gian ngày vâng. Tất nhiên anh là đấy là cái mong muốn là sắp tới thì tôi có thêm thời gian. Và thời gian đối với anh là thế nào ạ? Quá thiếu? Thời gian bao giờ thế như tiền bạc, không quá thừa, không quá thiếu và không bao giờ là đủ. Đấy, cái vấn đề của mình là mình biết thu xếp thôi. Và mình cũng không bao giờ đặt vấn đề rằng là mình thiếu thời gian hay mình thừa thời gian. Đấy, thì như thế tự nhiên mình sẽ cảm thấy nó nhẹ hơn. Tôi xin lỗi anh là tôi ngồi nhìn anh nói chuyện và tay anh giơ lên tôi nhìn đồng hồ của anh. Đồng hồ của anh bây giờ là mấy giờ đấy ạ? Tôi nói thật với anh rằng đồng hồ tôi nó nhanh hơn đồng hồ bình thường một tiếng. Nhiều người ta bảo rằng chắc mới ở nước ngoài về chưa ấy vào. Mà tôi nói thật là cái đồng hồ này là đồng hồ Patek Philippe rất là xịn. Tôi học đòi mà. Nghe anh bạn rằng bây giờ anh là hoành tráng này, anh phải đeo đồng hồ hoành tráng. Tôi sang Thụy Sĩ tôi mua rất là hoành tráng. Thế sau đó rồi cứ mỗi một tháng nó nhanh 5 phút. Thế mà tôi vẫn để nguyên. Thỉnh thoảng tôi sang Thụy Sĩ tôi khen đồng hồ này, người ta nhìn thấy. Để cho người ta cũng xấu hổ chứ. Có nghĩa là bản thân đất nó phát triển mạnh như thế. Cái đồng hồ xịn nhất như thế. Vẫn mà sai. Nó sai như thế. Đấy, vâng. Thế do đó là Việt Nam chúng tôi phát triển như thế. Và các ông cứ mắng nhiều quá là không được. Thật là đấy, thú vị. Thế. Nhưng mà có một điều rất buồn cười. Cái này thì nó rất lạ, mình đeo cái này thì kể cả nó chạy nhanh chạy chậm không ai dám nói mình là đồng hồ rổm cả, mà mình cố để cho mọi người ta nói đồng hồ rổm mà người ta vẫn không nói đồng hồ rổm là bởi vì cái mác ở đó, cái mác đồng hồ với hai nó nhìn mặt mình cái người ta nghĩ người ta là không nghĩ là anh dùng đồ rổm. Cuối cùng đồng hồ này là nhãn hiệu xịn nhưng mà đồ rổm. Tại sao một tháng mà nhanh 5 phút thì đúng là đồ rổm quá, mới mua từ mấy hôm nay. Thưa quý vị, thật là thú vị khi chương trình khách của VTV3 được trao đổi, được đón một vị khách như thế này. Ban đầu thì khi động đến lĩnh vực kinh doanh thì anh say sưa và đưa ra những cái câu chuyện vừa rất là thực tế, vừa khoa học và vừa rất là lý thú. Tôi đã tưởng là anh chỉ có một niềm đam mê duy nhất là kiếm tiền. À, bây giờ lại nói đến tiền. Đồng tiền đối với anh là gì? Thực sự mà nói, cho phép tôi nói thật. Nếu mà không quý đồng tiền, nếu không thích đồng tiền thì xã hội không phát triển được. Chúng ta cần phải quý trọng đồng tiền, chúng ta cần phải thích nó để mà chúng ta tích tụy nó. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta không thể nào lấy nó bằng mọi giá, có thế thôi. Ngày xưa tôi chỉ mong rằng tôi có nhiều tiền để tôi lo cho gia đình tôi thật tốt. Tôi cũng phải nói thật, ngày đó tôi không được tốt như ngày nay. Tất nhiên ngày nay tôi vẫn còn chưa được tốt, tôi phải tốt hơn nữa. Nhưng mà dù sao tôi cũng thấy rằng tôi tốt hơn hồi xưa rất là nhiều. Thật xưa tôi chỉ lo cho thân tôi thôi. Tôi còn nhớ hồi đấy tôi học đại học hàng hải, thế đói đến mức mà mình mà có mấy cái tiền mình mua cái gì về giấu, thế chui vào trong màn, thế quây màn mà xong rồi thế tắt đèn thôi thôi ngồi trong lặng lẽ mà ăn đấy, ví dụ như thế đói mà thế, nói chung vô cùng ích kỷ. Khi mà tôi đạt được một mức độ ở đó thì tôi đi lại về lại những vùng hồi xưa tôi ở nông thôn, ở dưới Hải Phòng tôi ở nông thôn, thế do đó tôi đi lại các vùng quê và tôi cảm nhận thấy rất nhiều các vùng quê người ta vẫn nghèo khổ như thời chúng tôi hồi đó, khổ lắm. Hồi đấy tôi mùa đông giá lạnh không đủ ấm lạnh đâu. Thế chính vì đã là con người mà không xúc cảm không được, thế chính vì vậy thì mình anh làm từ thiện cảm thấy rung động. Thì tôi không cho rằng đây là từ thiện, đây chẳng qua là thỏa mãn trái tim của tôi thôi, chứ hoàn toàn tôi không có tốt đẹp, tôi không cho tặng cái gì cả. Đấy là tôi làm và tôi cảm thấy rằng nó ấm cái lòng của tôi thôi. Đấy, và họ đồng ý nhận cái đó là tôi mừng. Chính vì vậy nên đi đâu làm cái công tác xã hội là tôi không muốn nên trao. Đây là một cái nó gọi là tạo một cái sự hài hòa mà thôi. Hồi xưa tụi tôi một cái nồi cơm ăn chung,
Thế một cơm mỗi người chỉ ăn 2 chén, không lẽ mình lại xơi luôn 3 chén, mình xơi 5 chén thì làm sao được? Thì đương nhiên người chung quanh người ta sẽ ghét mình thôi. Mình không thể như thế. Và bất kỳ một hiệu sách nào bây giờ, chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy có một phần không gian tương đối lớn dành cho loại sách nói về những bí quyết thành công trong cuộc đời, đặc biệt là về tiền bạc, và nó cũng thuộc về loại sách bán chạy nhất. Đó thường là những bài học từ những tên tuổi lớn trong lịch sử kinh tế thế giới hiện đại. Đó là những tít sách, tất nhiên, do tác giả và các nhà xuất bản tìm đặt để hút khách, nhưng nó cũng phản ánh một thực tế nào đó của cuộc sống. Mặt tích cực của vấn đề này là gì? Đó là những người trẻ tuổi ngày nay suy nghĩ sớm và nhiều về cách tự lo cho bản thân, về việc phải khẳng định mình, phải thành công trong cuộc sống. Khi tôi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, tôi nghĩ rằng có một công việc đã là thành công. Chỉ cần có một công việc mà kiếm ra kiếm tiền để đủ để nuôi mình và có một chút tiết kiệm, như thế đã là thành công. Vì từ chỗ mình chỉ đi học và chỉ biết dùng tiền của cha mẹ thì như thế với tôi đã là rất thành công rồi. Và cho đến khi mà mình gia nhập một công ty cũng có danh tiếng thì mình lại nhìn những người đi trước mình, đúng không? Họ có thể đưa ra những quyết định, họ có thể nói chuyện với chủ doanh nghiệp, họ có thể đưa ra những lời khuyên với chủ doanh nghiệp, và mình coi rằng đấy mới là những người thành công. Tôi cho rằng là với từng cá nhân một thì cái thành công nó không phải là cái gì đấy, nó hoặc ít nhất là ở trong cái môi trường của chúng ta thì cái thành công nó không phải là cái gì đấy nó quá cao xa hoặc nó quá trừu tượng, mà nó là những cái rất cụ thể. Cái mục đích làm việc của mỗi người có thể nó khác nhau. Ví dụ cá nhân của tôi chẳng hạn, thì tôi cân bằng giữa cái việc là hài hòa giữa cái cuộc sống cá nhân của mình với cả cái sự đóng góp của mình đối với sự phát triển chung của xã hội và của đất nước. Cho nên là tôi thích những cái công việc mà mình có thể vừa nâng cao cái đời sống về cả vật chất lẫn tinh thần cho mình, cho cá nhân mình và cho gia đình mình, nhưng đồng thời song song với cái việc đó là cũng đóng góp được một phần cho cái sự phát triển chung của xã hội. Và nếu như cái công việc mà của tôi làm mà nó đạt được cái điều đó thì tôi nghĩ rằng là đó cũng là một cái sự thành công. Và tiền bạc, của cải luôn được coi như một trong những biểu tượng của thành công. Đối với một quốc gia, của cải có thể mang lại cho người dân một cuộc sống tốt với y tế, giáo dục miễn phí, môi trường trong lành, v.v. Và danh sách tỷ phú ngày nay cũng có nhiều hơn những người trẻ tuổi, thậm chí có cả những cái tên mới ở tuổi teen. Và những bài viết, những bình chọn, những cuốn sách được thông tin rộng rãi đó có ý nghĩa rất nhiều với mọi người ở góc độ như một công cụ truyền cảm hứng hữu hiệu về thành công, về sự vươn lên trong cuộc sống. Tôi đã có nhớ một cái lần có sự phỏng vấn chủ tịch của công ty GE hoặc công ty GM, là một công ty lớn nhất thế giới. Cô phỏng vấn chủ tịch đấy là công ty của anh làm cái gì, thì ông ta không trả lời công ty ông sản xuất ô tô, sản xuất động cơ, sản xuất máy bay. Ông trả lời là công ty của tôi mục tiêu là sản xuất ra tiền. Có nghĩa là gì? Với một doanh nghiệp, tiền hoặc là lợi nhuận hoặc là tạo ra sự giàu có là mục tiêu tối thượng. Ai cũng công nhận không có tiền thì rất là vất vả, rất là khó khăn. Cho nên tiền vẫn là cái rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Nhưng với riêng tôi thì nó là cái rất quan trọng nhưng không phải là cái quan trọng nhất. Thật sự là như vậy. Và như tôi cũng đã chia sẻ với chị lúc ban đầu thì cái đó không phải là cái thước đo duy nhất cho sự thành công. Mà với tôi thì những cái nó mang tính chất trừu tượng hơn, nó mang tính chất con người hơn, thì nó phản ánh đúng cái quan niệm của tôi về sự thành công hơn. Quan niệm cuộc sống của tôi thì tiền nó là một cái công cụ để mình đạt được những cái mục đích của mình. Ví dụ như là tôi có con muốn đầu tư cho con cái về giáo dục, thì đấy là phương tiện để mà mình đạt những mục đích của mình. Trước đây thì người ta vẫn nói là mất uy tín là mất tất cả.
Nhưng thời gian gần đây khi mà tôi đọc ở trên trang web, tôi nhớ là hình như là Tuổi Trẻ Việt Nam Online thì vậy. Thì các bạn trẻ bây giờ các bạn ấy định nghĩa khác. Các bạn bảo là mất tiền, mất bạc, mất sự nghiệp là coi như không mất gì cả. Mất uy tín chỉ là mất 50% thôi. Còn cái mất đi cái ý chí chiến đấu, mất đi cái ý chí mà tiếp tục sống, sống hết mình, cái đấy mới là cái mất tất cả. Hãy làm chủ cuộc sống của mình. Hãy giúp đỡ những người xung quanh. Hãy lập ra những kế hoạch cho cuộc đời mình. Đó thực sự là những điều thật quan trọng. Và vẫn còn một điều khác nữa đã được viết trong những cuốn sách này. Đó là không có giới hạn nào trong tư duy của con người ngoài những giới hạn do chính con người tự đặt ra cho bản thân mình. Từ đầu tới giờ thì quý vị đã nghe những câu chuyện mà anh Đặng Thành Tâm trao đổi. Và chúng ta hiểu đó là một con người đầy năng lượng và rất thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh. Cả một quá trình đi lên từ bé cho đến lớn, tất nhiên có những sự may mắn, tất nhiên có những sự này sự kia, nhưng quy tụ lại đó là một sự nỗ lực từ bản thân mình. Còn bây giờ thì là cái mà tôi muốn giới thiệu với quý vị là điều cuối cùng. Đây là lần đầu tiên chương trình khách của VTV3 đón tiếp một vị khách là đại biểu Quốc hội. Anh Đặng Thành Tâm là đại biểu Quốc hội khóa 13, 2011-2016. Còn tại sao tôi tham gia Quốc hội? Mỗi con người một sở thích. Thì ngoài cái việc làm việc cho mình, tôi rất thích tham gia các công tác xã hội. Tôi ứng cử lần trước là tự ứng cử đại Quốc hội. Và tôi rất thẳng cẳng. À, lần trước là anh tự ứng cử. Rất thẳng cẳng, vâng. Chứ không phải là rất thường. Lần thứ hai thì tôi được giới thiệu. Đấy, thì 5 người lấy 3. Thì tôi nửa nạc nửa mỡ. Đấy. Thì lúc đấy là tôi 49,8. Tôi đứng thứ 3. Đấy, đáng lẽ lấy 3, 5 lấy 3. Nhưng bởi vì dưới 50% có nghĩa là không đạt được sự tín nhiệm của người dân, thành ra vẫn không được. Đến lần thứ 3 thì Lần thứ 3 tôi ngồi tôi suy nghĩ. Mình không muốn lần thứ 3 rớt. Thực sự nếu mặt mình như thế này rồi mà rớt nữa thì đúng thật nó xấu hổ. Thế là lần này mình quyết tâm. Nhiều người nói rằng là tôi thành công nhiều thứ, nhưng mà đúc kết tất cả thành công đó đều phải xây dựng một kế hoạch rất chu đáo. Phải có kế hoạch. Chứ nếu không xây dựng chu đáo thì không thể thành công được. Thực ra thì ở nước ta thì bây giờ tôi nghĩ rằng nó cũng đã có cởi mở. Các nước phát triển thì cái chuyện là vận động bầu cử là một chuyện đương nhiên. Anh không vận động bầu cử, không ai bầu cho anh cả. Tôi cho rằng cái đó là tiến bộ. Tại sao? Người ta phải tạo điều kiện để cho những người đấy hứa. Anh hứa càng nhiều thì anh phải làm nhiều. Còn nếu anh không cho tạo điều kiện cho người ta thì người ta ở mức độ thôi. Thì ai là người chịu thiệt? Chính là cái người dân. Với tư cách là đại biểu Quốc hội thì nó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh không? Cho phép tôi nói thật. Tôi thấy tôi lợi rất nhiều. Tôi thấy trong rất nhiều quan to. Đấy. Tôi cần trao đổi, tôi trao đổi ngay trong đó. Các bộ trưởng thay vì hồi xưa là phải hẹn họ mất thời gian vậy. Đã là doanh nghiệp mà người ta không vì cái doanh nghiệp của họ thì không đúng. Đấy. Chẳng qua người ta đã không nói thật thôi. Nếu doanh nghiệp người ta gặp khó khăn gì đó ở tỉnh này tỉnh khác, thế nhân cái cơ hội này ta gặp mấy đồng chí lãnh đạo đấy thì đồng ý rằng ta giao lưu, người ta nói chuyện ta có biết. Nhưng về sau nó nhỏ thì này có cái chuyện đấy nó hơi thế. Ví dụ như thế. Không, đó cũng là một nghệ thuật. Đó cũng là một nghệ thuật. Tôi được cái là tôi thích nó thật. Nếu như nói thật thì anh cảm thấy mình là người giàu thứ mấy ở Việt Nam? Tôi dám chắc là tôi là người giàu nhất ở Quốc hội. Chứ còn giàu thứ mấy Việt Nam thì tôi không biết được. Tại Quốc hội ấy, thì người ta có khai báo tài sản. Đấy. Thế do đó là tôi khai báo nó hơi khá. thật ra là tôi là giàu nhất. Anh vừa đến chúng tôi sau một cuộc họp. Còn chưa bao giờ thấy các đồng chí lãnh đạo lắng nghe như thế. Và đặc biệt lắng nghe về kinh tế là như thế. Đấy, chưa bao giờ doanh nghiệp chúng tôi là được coi trọng và được ca ngợi đến thế. Giống như anh Lại Văn Sâm còn mời đến đây để mà nói như thế là sung sướng quá. Đấy, ví dụ như thế. Vâng. Tất nhiên rằng ở đây vẫn còn rất nhiều bài học mà chúng tôi phải củng cố. Kể cả cá nhân tôi cũng thế. Đôi khi mình đầu tư dàn trải lang thang. Quá trình mình phát triển nó cũng là một cái gì đó nó rất là tự nhiên, giống như cái cây gieo hạt và nó lớn lên. Có thể nói doanh nghiệp Việt Nam như thế, chứ nó không hẳn là bài bản đâu. Thành ra đôi khi là nó lên nó cũng chưa được trật tự lắm. Đấy, thì cũng cần phải chỉnh đốn lại. Đấy. Cái thứ hai, xã hội thì cũng thông cảm và nhìn nhận rằng cái doanh nghiệp Việt Nam nó phát triển ấy, thì nó qua những giai đoạn. Chắc chắn sắp tới cái thế hệ tiếp theo nó sẽ bài bản hơn nhiều. Vâng, đó cũng là những cái tâm tư, tình cảm mà anh Đặng Thành Tâm muốn chia sẻ tới tất cả quý vị. Có những điều anh chia sẻ với tư cách là một doanh nghiệp, cũng có những điều chia sẻ với tư cách của một đại biểu Quốc hội. Giới thiệu với anh thì có rất nhiều những tư cách khác nhau.
là thành viên tư vấn cao cấp của chương trình hỗ trợ kỹ thuật hậu WTO của Chính phủ Việt Nam. Anh là thành viên hội đồng tư vấn kinh doanh APEC. Anh còn là chủ tịch diễn đàn doanh nghiệp Việt-Nhật. Anh cũng là chủ tịch câu lạc bộ sao vàng đất Việt. Từ năm 2010 là ủy viên ban chấp hành phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam. Năm 2011 là thành viên tư vấn diễn đàn kinh tế thế giới. Đấy, cái đó là quan trọng đấy. Đó. Trong nước thì đôi khi rằng ấy là người ta bảo rằng ấy là lobby cái có thể được. Thế đôi khi người ta nhìn nhận nó chưa được đầy đủ. Nhưng quốc tế thì chả bao giờ lobby được đâu. Đấy, khi tham gia vào các diễn đàn quốc tế thì chúng tôi cũng thế, tham gia thì mặc dù tiếng Anh mình chưa giỏi nhưng khi người ta mời là mình sẵn sàng tham gia vào làm diễn giả, không phải đọc một bài viết sẵn. Thế tùy theo các mọi người khác mình nói, mình chia sẻ, cũng giống như là chia sẻ với anh Sâm ngày nay, thế chia sẻ rất là thoải mái, rất là thẳng thắn. Thế tuy thoải mái thẳng thắn chăng nữa nhưng mình cũng vẫn phải hiểu rất rõ những định hướng, ví dụ là đất nước mình cần cái gì, thì để mà thông qua cái đó mình vẫn phải lôi kéo được đầu tư vào. Muốn hay không muốn thì Việt Nam mình trong vị thế thế giới là đang trong vị thế đang lên. Thế do đó cái con người Việt Nam ấy, khi mình ra quốc tế thì cũng nên, thứ nhất là khiêm tốn, thứ hai là cũng cần phải mạnh dạn hòa đồng, và cái thứ ba là cố gắng tranh thủ và lôi kéo bạn bè quốc tế về Việt Nam để đầu tư. Thế như vậy thì kinh tế Việt Nam nó sẽ được tốt hơn. Vâng, bản thân anh quan niệm hạnh phúc là gì? Tôi cho rằng ấy, là hạnh phúc là một điều hết sức quan trọng, nhưng hạnh phúc đó là do mỗi con người quyết định mà thôi. Bản thân người ta đã hạnh phúc nhưng đôi khi người ta không biết hạnh phúc, và người ta lại cứ nghĩ một cái gì đó mới là hạnh phúc. Chứ bao giờ hạnh phúc bao giờ cũng là ngay trước mặt mình. Đấy, ai cũng thế. Đừng bao giờ suy nghĩ rằng phải có 1.000 tỷ hay là 1 tỷ hay 100 triệu. Đấy, vấn đề nó không phải rằng như thế. Hay là không thể áp đặt người này với người khác. Chuẩn mực giữa con người đều là khác nhau cả. Cái quan trọng rằng mình biết mình là ai. Dứt khoát là phải nên có trách nhiệm xã hội và gia đình. Đấy, thì nếu mà chúng ta đã cố gắng, đã làm, kể cả nó không đạt kết quả thì đấy vẫn là hạnh phúc. Rất cảm ơn anh. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta hôm nay gặp gỡ với một con người rất thú vị. Anh đã trải qua từ một cậu sinh viên Đại học Hàng Hải, rồi một sĩ quan đi biển, sau đó chuyển qua làm doanh nghiệp và cuối cùng thì đã thành đạt. Và chúng tôi rất vui mừng và ước gì có nhiều những người Việt Nam thành đạt như vậy. Còn một điều mà chúng tôi muốn gửi tới qua câu chuyện với anh Đặng Thường Tâm là đôi khi hạnh phúc nó là cái gì đó mà người ta cứ phức tạp hóa nó lên, nó là cao siêu, nó là một cái gì đó khó với tới. Nhưng chúng tôi lại lặp lại một lần nữa trong chương trình khách của VTV3, hạnh phúc là ở mỗi con người khi đã sinh ra, bởi vì sinh ra đã là hạnh phúc, bởi vì sinh ra không phải là chết. Chính vì thế hãy vui, hãy hài lòng với tất cả những gì chúng ta đang có, với cuộc sống của chúng ta hiện nay, và chúc quý vị có nhiều niềm vui hơn, nhiều niềm hạnh phúc hơn và nhiều những ước mơ hoài bão trở thành hiện thực. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh. Vâng. Xin cảm ơn. Hết sức cảm ơn.